Các bạn thân mến, văn hóa giao tiếp mời gọi chúng ta cư xử có nhân bản, lịch thiệp hơn và đạo đức hơn. Thiếu kỹ năng giao tiếp, bạn sẽ khó thành công và thành nhân trong cuộc sống. Ông cha ta thường nói, học ăn, học nói, học gói, học mở. Câu này nhắc nhở chúng ta không chỉ thận trọng khi giao tiếp, mà còn phải học hỏi cách ăn uống, cách nói năng và cách cư xử với mọi người sao cho đúng mực. Vì thế, muốn trở thành người có văn hóa giao tiếp, chúng ta hãy quan tâm đến tha nhân nhiều hơn và phải khiêm tốn học hỏi. Bởi lẽ, những bông lúa chín là những bông lúa cúi đầu. Trong loạt bài về văn hóa giao tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về văn hóa chào hỏi, văn hóa giới thiệu, văn hóa danh thiếp, văn hóa ngồi xe hơi, văn hóa điện thoại, văn hóa internet. Quy tắc dùng con dao cái nĩa, quy tắc trên mâm cơm Việt, lịch thiệp trên bàn ăn, giao tiếp trong điện thoại, giao tiếp gây thiện cảm, vân vân. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về lịch thiệp trên bàn ăn. Các bạn thân mến, ăn thì ai cũng có thể làm được, nhưng ăn sao cho đẹp thì không phải ai cũng biết. Hơn nữa, cho dù là ăn uống cũng phải giữ phép lịch sự với những người cùng bàn. Thế nên, tục ngữ có câu, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Để trở thành người lịch thiệp trên bàn ăn, chúng ta cần chú ý những quy tắc sau đây. Tư thế ngồi ăn. Các chuyên gia cho rằng tư thế chuẩn trong một bữa ăn là phải giữ cho thẳng lưng, bàn tay đặt nhẹ trên bàn, đầu ngang tầm mắt, không chống tay trên bàn hoặc để dưới gầm bàn. Dùng điện thoại khi ăn. Đừng chăm chăm nhìn vào điện thoại trong lúc đang ăn. Nếu thực sự cần phải dùng điện thoại, ta nên xin lỗi những người cùng bàn và đi ra ngoài để tránh làm ồn, gây ảnh hưởng đến thực khách. Hạn chế rời khỏi bàn ăn. Nếu phải rời khỏi bàn ăn vì bất cứ lý do gì, ta nên có lời xin lỗi những người cùng bàn. Tuy nhiên, đừng vắng mặt lâu quá. Nên mời cơm người lớn. Tục ngữ có câu, ăn có mời, làm có khiến. Theo phong tục người Bắc và người Trung, trước khi cầm chén lên, người ta thường mời người lớn hơn mình dùng bữa, theo thứ tự từ người trên xuống người dưới. Không ăn trước chủ nhà. Theo truyền thống Việt Nam, trong bữa ăn, khách thường đợi chủ nhà bưng chén lên rồi mới bắt đầu dùng bữa. Vì thế, chúng ta nên tôn trọng chủ nhà và để họ khai tiệc trước.
không múc cơm quá đầy. Một chén cơm chỉ nên múc 2 lần thôi, với lượng cơm khoảng 2/3 chén. Không nên múc đầy. Nhất là đừng để cơm rơi vãi ra ngoài miệng chén. Không cắm đũa vào bát cơm. Cắm đũa vào bát cơm là để cúng tổ tiên, giống như việc thắp hương. Vì vậy, nếu ta làm việc này trong bữa cơm, sẽ bị xem là điều xúi quẩy. Không lấy đũa gõ vào bát. Chỉ có người ăn mày mới hay gõ bát để thu hút sự quan tâm của người đi đường. Vì thế, đừng gõ đũa vào bát vì nó giống việc xin cơm của kẻ ăn mày. Không tạo tiếng ồn khi ăn. Tiếng xoàm xoạp phát ra khi húp canh, tiếng chóp chép khi nhai, hoặc tiếng muỗm nĩa cạo vào đĩa ăn phát ra tiếng ồn, thường bị coi là khiếm nhã. Không thổi phù phù thức ăn nóng. Khi ngồi với khách trên bàn ăn, đừng thổi phù phù súp hoặc canh còn nóng. Nếu không thích ăn đồ nóng, ta hãy chờ cho canh nguội, rồi thưởng thức cũng chưa muộn. Quan tâm đến người khác. Nếu thấy trên bàn có ít thức ăn, thì ta nên ăn ít lại. Chỉ ăn đúng phần của mình, tránh ăn sang phần của người khác. Đừng chỉ tập trung vào thức ăn, hãy chú ý đến mọi người và quan tâm đến cuộc trò chuyện trên bàn ăn. Tiếp thức ăn cho người khác. Nếu muốn gắp thức ăn cho người khác, chúng ta nên dùng đũa dành riêng. Không nên trở đầu đũa của mình để gắp thức ăn cho họ. Vì đó là phần tay chúng ta cầm nắm, mang nhiều vi khuẩn. Không bới tìm miếng vừa ý. Bới tung đồ ăn để tìm miếng vừa ý mình là bất lịch sự lắm. Chúng ta có thể nhìn kỹ trước khi gắp để không bỏ phí món mình không ăn được. Muốn lấy một thứ gì đó. Nếu cần lấy một thứ gì đó trên bàn, ta đừng cố vươn tay ra hay nhoài người ra lấy. Hãy nhờ người khác ngồi gần đó lấy giúp. Trái lại, nếu được ai nhờ lấy gia vị, thì ta nên lấy cả lọ muối lẫn lọ tiêu, chứ đừng chỉ lấy một thứ. Cầm ly rượu vang. Luôn cầm ly rượu ở phần chân.
vừa không lưu lại dấu vân tay, vừa tránh để nhiệt từ tay làm rượu mất lạnh. Uống nhấp từng chút một và thưởng thức. Luôn để ly rượu bên phải ly nước. Khi chạm ly, hãy nhìn vào mắt đối phương. Có thể chạm ly riêng với từng người trong bàn, nhưng không được vắt ngang qua tay người khác. Cách mời rượu bia người lớn. Khi chủ động mời rượu bia người lớn, thì ta nên nâng ly bằng hai tay và đặt ly của mình dưới ly của họ để thể hiện sự kính trọng người có chức vị, có tuổi tác hơn mình. Nên nói chuyện hài hước. Trên bàn ăn, chúng ta tránh thảo luận về chính trị, tôn giáo hay tiền bạc. Các chủ đề này chỉ đem đến sự tranh luận gay gắt và kết cục không mấy tốt đẹp. Tốt nhất, ta nên nói những câu chuyện hài hước để tạo bầu không khí vui vẻ cho bữa ăn. Có câu nói rằng, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ăn uống trong sự vui vẻ, thức ăn dễ dàng tiêu hóa hơn. Không nên vừa nhai vừa nói. Vừa nhai vừa nói không chỉ làm cho người khác khó chịu, mà còn làm cho bạn có thể bị nghẹn. Trước khi nói, ta nên đặt dao, nĩa, đũa xuống bàn. Khi đang ăn dở mà bị hỏi, bạn hãy nuốt hết thức ăn rồi mới trả lời. Cũng không nên nói to, cười to, vì có thể văng nước miếng vào thức ăn chung. Tránh tình trạng miệng thì nói, tay thì vung vẩy đũa hoặc muỗng gây mất vệ sinh. Đừng chê món người khác nấu trước mặt họ. Ca dao có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Hãy dành cho người nấu lời khen ngợi tận đáy lòng. Nếu không thích món đó, ta cũng đừng chê bai trước mặt họ. Đó không phải là thẳng tính, mà là bất lịch sự. Ngồi lại dù đã ăn xong trước. Để tránh tình trạng ăn xong trước người khác và phải chờ đợi thì ta nên ăn chậm lại. Hãy chú ý đến những người cùng bàn để có tốc độ ăn cho phù hợp. Cha ông ta có câu, ăn kỹ no lâu. Ăn ngấu nghiến vừa khiếm nhã vừa không tốt cho dạ dày. Các bạn thân mến, văn hóa ẩm thực của người Việt Nam không chỉ phong phú với nhiều món ăn ngon, mà còn chú ý đến cách ăn uống lịch thiệp trong mâm cơm. Thể hiện phép lịch sự và tôn trọng người khác trên bàn ăn, chúng ta được mọi người kính phục và yêu mến. Chúc các bạn luôn thanh lịch trên bàn ăn. Mến chào tạm biệt các bạn.